Quan Trung Quốc nói về quê là ác ý. Chuyên gia chia sẻ quan điểm chân chính về phát trị. Hoàng Quyên xin kính chào quý khán đáng giả đang theo dõi buổi tin truyền đề ngày 24 tháng 1 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trên con đường phục hơn các giá trị chân chính và truyền thống. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Hàng năm kể đến gần tới Nguyên đáng là mọi người, bao gồm rất nhiều lao động nhập cư, sau một năm phiêu bạc cảnh trời Nam đất Bắc lại được có dịp về quê thăm họ hàng thân quyến. Nhưng gần đây ở Trung Quốc đại lục đã xuất hiện một cụm từ mới rất đáng chú ý, được cư dân mạng đánh giá là một cụm từ thông dụng nhất đầu năm 2022, đó là về quê ác ý. Vào ngày 20 tháng 1, Đại á Châu Tự Do RFA đã đăng bài viết với nội dung kể về một khởi nguyên cụm từ về quê ác ý như sau. Gần đây trên mạng đã lan truyền một video nói về chuyện phòng dịch dành cho những người về quê. Nhân vật chính trong video là huyện trưởng huyện Đăng Thành, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, có tên là Đỗng Hồng. Trong đó, huyện trưởng này đã nói rằng, bạn chỉ cần trở về, đầu tiên là cách ly, sau đó là giam giữ. Ý tứ là mọi người đừng về quê đón Tết, nếu trở về thì sẽ bị cách ly, sau đó là bị giam giữ, sau khi video được lan truyền trên mạng xã hội, thì có kênh truyền thông đã phỏng vấn ông Đồng Hồng. Và ông lại nói rằng, đoạn video đã bị chỉnh sửa và thiếu mất câu. Không nghe khuyên ngăn chính là về quê ác ý. Công từ về quê ác ý đã gây cho người ta cảm giác như là ai đó nóng lòng đem virus hay là những thứ tương tự về quê. Chẳng lẽ về quê thăm cha mẹ, anh chị em là ác ý? Hơn nữa thì pháp luật đã không trừng phạt suy nghĩ mà trừng phạt hành vi Vậy thì về quê đón Tết là sai sao? Rốt cuộc thì giải thích những thắc mắc trên là như thế nào? Nhà sử học cũng đồng thời là người có am hiểu về hệ thống diện ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giáo sư Trương Thiên Lượng trong Chính luận Thiên Hạ đã đăng vào ngày 21 tháng 1 đã nhân sự việc trên mà chia sẻ góc nhìn của mình về quan niệm pháp trị và viễn cảnh đã xảy ra khi sống dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc như sau. Quan niệm pháp trị Pháp luật chỉ trừng phạt hành vi chứ không trừng phạt suy nghĩ. Theo quan niệm pháp trị, khi chưa thông qua các thủ tục pháp lý thì không thể tước đoạt tự do thân thể của bất cứ người nào. Những người về quê thăm người thân hoàn toàn là không vi phạm pháp luật thì tại sao phải đầu tiên cách ly, sau đó là bị giam giữ? Đây là điều thứ nhất. Và thứ hai là câu không nghe khuyên ngăn chính là về quê ác ý. Có ý tưởng là khi một người về quê chính là trong tầm mang ác ý. Nhưng giáo sư Trương Thiên Lượng đã nhìn nhận rằng, trong một xã hội pháp trị như thế này thì pháp luật có một đặc điểm vô cùng quan trọng chính là pháp luật không trừng phạt suy nghĩ mà là trừng phạt hành vi, bởi vì chỉ có hành vi mới tạo thành tổn hại, nguy hại khách quan. Mọi người biết rằng một người phạm tội phải có 3 điều kiện, thứ nhất là vi phạm pháp luật, thứ hai là cố ý chủ quan và thứ ba là nguy hại khách quan. Một người chỉ là mang theo ác ý trung tâm thì không thể nào trừng phạt khi họ chưa hành động, bởi vì người ấy không có tính nguy hại khách quan. Nói một cách khác thì họ chưa có phạm tội gây ra hậu quả, cho nên không thể phán quyết họ có tội. Nếu bắt một người chỉ vì người ấy đã mang theo ác ý trung tâm, vậy thì chính quyền có thể chụp một cái mũ tội suy nghĩ chụp bất kỳ ai. Đã có nhiều việc tương tự như vậy đã xảy ra trong lịch sử. Chu Á Phu bị đổ oan Tào Phạn với Âm Thế, thời Hán Cảnh Đế. Giáo sư Trường đã kể một câu chuyện về Chùa Á Phù, một vị tướng sức nổi tiếng thời Tây Hán. Chùa Á Phù có một điện cố sức nổi tiếng là Tế Liệu Doanh. Tế Liệu Doanh nghĩa là trại Tế Liệu, là bên trạm được xây dựng thời Hán Văn Đế để chống lại Hùng nô. Chùa Á Phù là một thông soái của Tế Liệu Doanh. Sau này có một lần Hán Văn Đế đã đi thị sát Tế Liệu Doanh, phát hiện Chu Á Phu là một vị tướng vô cùng trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong doanh trại vô cùng cao. Quân đội dưới tướng của Chu Á Phu được huấn luyện rất tốt. Sau này Chu Á Phu còn thể hiện tài năng của sự kỳ xuất trong thời kỳ của Hán Cảnh Đế bằng cách là dẹp được loạn bậy nước ngô sở. Ban đầu Hán Cảnh Đế đã rất tín nhiệm Chu Á Phu, nhưng sau này thì Hán Cảnh Đế đã muốn thay đổi thái tử đã lập con thứ hán vũ đế sau này để làm thái tử mà phế người con trước đó. Vì điều này mà Chu Á Phu đã phát sinh tranh chấp với hán cảnh đế. Sau nhiều lần phát sinh xung đột, hán cảnh đế đành phải cho Chu Á Phu về quê để dưỡng lão. Con trai của Chu Á Phu cảm thấy rằng phụ thân của mình đã già rồi, không biết sẽ qua đời lúc nào, nên lén lén mua 500 tấm khiên để chuẩn bị. Khi phụ thân mất sẽ chung cùng với ông ấy nhưng trong nước lại nghiêm cấm việc mua bán khiên. Sau này, sự việc đã bị phát giác và hán canh đế đã kiểm tra rồi bắt chùa Á Phu vào ngục. Khi đó thì vị đình úy, tương đương với Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, thẩm vấn chùa Á Phu và hỏi rằng, ông muốn tạo phản chăng? Chùa Á Phu đã nói, những thứ tôi mua là đồ mai tán, sao có thể tạo phản? Lúc ấy đình úy đã nói một câu rất nổi tiếng rằng, ông không tạo phản ở dương gian thì cũng tạo phản ở âm thế chủ áo phù đã rất tức giận, ông tuyệt thực 5 ngày rồi chết. Đây chính là một tội suy nghĩ rất điển hình. Tuy người ấy không muốn tạo phản ở dương gian thì cũng đổ cho người ấy sẽ tạo phản ở âm thế. Dù thế nào thì người ấy cũng không thoát được tội. Câu chuyện vụ án hầu đổ tội suy nghĩ cho ngụy Kỳ Hầu, thời Hán Vũ Đế. Đây cũng là một sự việc rất nổi tiếng đã xảy ra thời Hán Vũ Đế khi ấy đã có một cuộc xung đột giữa Ngụy Kỳ Hầu Đậu Anh với Vũ An Hầu Điền Phấn vì đã để cứu một người tên là Quán Phù. cả hai vị là Đậu Anh và Điền Phấn đều là hoàng thân quốc thích. hai người này đã cãi nhau và cuối cùng đã chỉ trích những điểm yếu của nhau trước mặt của hán vũ đế. Vũ An Hầu Điền Phấn là một người có nhân phẩm vô cùng kém nhưng ông đã nói như thế này: tuy tôi có nhân phẩm kém nhưng tôi chẳng qua là thích âm nhạc, phòng đẹp, ngừa khỏe và gái xinh. Những điều ấy chỉ là tôi tận hưởng một mình, không có liên quan gì đến Giang Sơn nhà hắn. Nhưng Nguy Kỳ Hầu ông thì sao? Cả ngày ông cùng với quán phù tập hợp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, trong lòng phỉ bán hoàng đế. Mỗi ngày ông đều ngẩng đầu nhìn thiên văn, cúi đầu dòm địa lý, hướng tà nhãn về cung trường lạc và vị ương, nơi ở của hoàng thượng và thái hậu. Nhớ thiên hạ có biến, các người có thể kiến lập đại công. Tôi không biết rốt cuộc là các ông muốn kiến lập công lao như thế nào. Từ câu chuyện này để lưu lại một thành ngữ trong lòng phỉ bán, chính là trong bụng trong tim bất mãn không hài lòng. Vũ An Hầu đã chờ một cái mũ tội suy nghĩ cho Ngụy Kỳ Hầu và cuối cùng Vũ An Hầu đã chiến thắng, còn Ngụy Kỳ Hầu bị chém đầu. Giáo sư Trương đã kể câu chuyện trên chính là muốn nói rằng Việc chụp một cái mũ tội suy nghĩ cho người khác thì từ xưa đến nay đều có. Đương nhiên là trong xã hội hiện đại, xã hội pháp trị không thừa nhận tội suy nghĩ này. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định sẽ lấy tội suy nghĩ để kết án người khác. Dù là nhân sĩ bất đồng chính kiến, người tu luyện pháp luân công hay là người theo thiên chúa giáo, cơ đốc giáo vân vân, Chỉ cần người nào đó không tin Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổ chức này sẽ gắn cho người ấy một tội suy nghĩ kiểu như là phản cách mạng, công kích ác độc lãnh tụ quốc gia và sau đó là tiến hành bắt người. Là người có am hiểu sâu sắc về lịch sử văn hóa, giáo sư Trương Thiên Lượng đã chia sẻ thêm rằng, xã hội truyền thống Trung Quốc là xã hội cộng đồng nhỏ. Xã hội cộng đồng nhỏ này rất chú trọng đến sự ấm áp, đặc biệt là sự ấm áp của gia đình. Về quê đón Tết, đây được coi là một trong số ít truyền thống ở Trung Quốc, nhưng hiện nay lại trở thành về quê ác ý. Người Hoa về nước sẽ bị coi là đầu độc quốc gia, đối tượng đổ lỗi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn có một cụm từ gần nghĩa với về quê ác ý là đầu độc ngàn dặm, tức là đầu độc đất mẹ Trung Quốc từ cách xa hàng nghìn dặm. Vào ngày 19 tháng 1, Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada đã đưa ra một thông cáo rất nghiêm khắc, trong đó đã nhắc nhở Hoa Kiều rằng trước khi xuất phát lên máy bay phải tự mình test Covid-19 sau khi kiểm tra xong thì phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý khép kính. Sau khi kiểm tra xong thì phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý khép kính. Là người am hiểu hệ thống diễn ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giáo sư Trương Thiên Lượng đã đánh giá cụm từ thực hiện nghiêm túc công tác quản lý khép kính là do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát minh ra, mang ý nghĩa là sau khi kiểm tra xong thì hãy nhanh chóng nằm dí ở một nơi nào đó, không gặp ai cũng đừng ra ngoài, sau đó là điền trung thực vào biểu mẫu theo dõi sức khỏe bản thân. Nguyên nhân sự việc trên là do Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada đã cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Canada rất nghiêm trọng. Thông thường, trước khi về nước 7 ngày, người ta phải làm kiểm tra. Người ở Đại sứ quán Trung Quốc đã cho rằng có một số người không tuân thủ quy định. Sau khi test xong thì bắt đầu ra ngoài, mua sắm, đến tụ điểm giải trí, đi nhà hàng, siêu thị vân vân, thậm chí là tụ tập bạn bè trước chuyến đi như thế thì rất dễ nhiễm bệnh sau đó là sẽ đem virus về nước do đó mà lãnh sự quán mới có một loạt các yêu cầu trong thông cáo như vậy sau khi đáp ứng hết tất cả các yêu cầu thì mới cấp cho Hoa Kiều mã xanh sức khỏe để về nước nhưng trên thực tế trong thông cáo nói một câu rất rõ ràng rằng không cần thiết không khẩn cấp thì không đi du lịch có rất nhiều tiểu phấn hồng ở nước ngoài vẫn ủng hộ đảng cộng sản Trung Quốc nhưng khi nhìn vào thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada, liệu có nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ coi người ấy là một mối đe dọa tiềm ẩn khi về nước? Tiểu Phấn Hồng khác với Mạnh Văn Châu, khi bạn về nước phải làm đủ các xét nghiệm, cách ly, nhưng công chúa Hồ Quầy thì không có vấn đề ấy. Mạnh Văn Châu có thể tụ tập sau khi trở về nhà, nhưng Tiểu Phấn Hồng lại không có được đáng ngộ như vậy. Cái đèn không lâu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm thấy người nhiễm bệnh ở Bắc Kinh trong khi Thế phần hội mùa đông Bắc Kinh sắp đến gần. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lo lắng quá, cho nên đã đổ lỗi cho Canada, nói rằng có một bức thư được gửi qua đường bưu điện có chứa virus. Ngay cả một bức thư nhỏ như thế cũng là đối tượng để đổ lỗi, trong khi tiểu phấn hồng lại to hơn bức thư, chẳng phải tự biến mình thành con dê thế tội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc sao? Do đó mà giáo sư Trương Thiên Lượng đã khuyên các tiểu phấn hồng đừng ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách mù quáng. Nếu không, khi họ gặp phải cú đấm sắt của tổ chức này thì đã hối hận chưa chắc đã kịp. Thưa quý vị, một tin chuyên đề của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.